Đợt điều chỉnh cuối tuần vừa qua đã khiến giá thép trong nước đồng loạt tăng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay. Trong đó, giá sản phẩm thép xây dựng đã tăng từ 200.000 đến 210.000 đồng trên một tấn. Theo các chuyên gia, giá thép đang có xu hướng quay trở lại một chu kỳ tăng mới sau thời gian liên tục đi xuống của năm 2022, ghi nhận của nhóm phóng viên VTV Money. Theo khảo sát của chúng tôi trên thị trường thì những cái loại thép khác như là thép hộp như thế này cũng đã được điều chỉnh giá bán tăng thêm từ 200 đến 300 đồng một kg tùy loại. Theo các chuyên gia, giá thép trong nước được điều chỉnh tăng theo giá nguyên liệu đầu vào và đang có độ trễ hơn so với thị trường thế giới. Giá quặng sắt nguyên liệu và thép thành phẩm trên sở Singapore và Thượng Hải thì đã liên tục tăng trong vòng 2 tháng qua và hiện đang ở mức cao nhất trong vòng nửa năm. Động lực tăng chủ yếu thì là do kỳ vọng vào thị trường bất động sản tại Trung Quốc sẽ hồi phục trở lại sau khi nước này mở cửa sau đại dịch Covid-19. Và trên thực tế thì các doanh nghiệp của Trung Quốc thì đã liên tục bổ sung kho dự trữ nguyên liệu để chuẩn bị cho hoạt động xây dựng được dự kiến sẽ bùng nổ trong thời gian tới. Không chỉ Trung Quốc mà nhiều quốc gia khác cũng dự báo tăng nhu cầu sử dụng sắt thép trong năm 2023. Trong đó đáng kể nhất là Ấn Độ với nhu cầu dự báo tăng thêm khoảng 7%. Đến bây giờ là gần như là chấm dứt cho cái chu kỳ giảm đó và bắt đầu đến một cái chu kỳ tăng mới. Có thể là sẽ xảy ra cho cái việc là nó không tăng đột biến được như trước, nhưng sẽ có một cái cú tăng liên tiếp, có thể từ bây giờ là hôm vừa mới xong là tăng 200 đồng và sắp tới có thể là tăng lên đến thêm 600 đồng, 800 đồng nữa. Tức là tổng tăng liên tiếp đợt này có thể dự kiến lên đến cỡ 1.000 đồng. Theo chuyên gia, nhu cầu sắt thép trong nước thời gian tới có thể sẽ tăng lên khi chính phủ đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm. Đây là yếu tố hỗ trợ đáng kể giá thép trong năm 2023.